Và ở đây là AB Việt Nam 110 Sanco. Thì hôm nay em quay ở đây, nội dung chính là bàn giao cho chủ xe coi phần nội thất bên trong của mình, những gì thay mới, những gì giữ lại và những gì được vệ sinh sạch sẽ lại. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Chào 500 anh em YouTuber đến từ Hà Nội. Thì hôm nay em tiến hành em dọn mới Alac 110 Việt Nam. Đó, thì hôm nay em sẽ quay cho các bạn coi chi tiết cụ thể về phần máy của xe rim này trước khi, của xe Alac này trước khi em rã ra em dọn mới. Thì một cái xe Alac á thì em dọn sẽ bao nhiêu tiền, ví dụ nếu xe Alac Việt Nam này thì em dọn sẽ tầm 55 đến 65 triệu cho một chiếc xe, còn nếu Alac Thái thì có thể em dọn mắc hơn. Đó về vấn đề là kinh phí để các bạn chuẩn bị. Cái thứ hai là về vấn đề thời gian á, thì một cái chiếc xe như vậy em dọn sẽ bao nhiêu lâu. Một chiếc xe như vậy em dọn sẽ dao động là từ 1 đến 2 tháng. Còn ví dụ trong mùa dịch thì có thể em dọn lâu hơn chút, các bạn thông cảm cho em. Còn giờ hết dịch rồi. Thì hôm nay em nhận xe là ngày 7 tháng 10 năm 2022. Thì các bạn để ý giùm em á, là khoảng bao nhiêu lâu là em sẽ trả lại cái xe này cho chủ xe. Và một cái chiếc xe mình dọn mới á, thì không phải là mình sẽ bỏ hết toàn bộ mình dọn mới đâu, mà những cái nào còn xài lại được thì mình sẽ để mình xài lại, và những cái nào không xài lại được những cái nào mà không xài lại được á thì mình sẽ thay bằng phụ tùng zin chính hãng nha. Ở đây là dùng là phụ tùng zin chính hãng chứ không thay thế bằng đồ lô, bởi vì trên xe Alac này nếu mà tính là những món đồ mua mà không có cho xe này thì hiện tại luôn mình chưa thấy, vẫn đang còn mua được, vẫn ổn định hết. Đó, và xe này là Alac 110 207 đời Sanco, là không phải FI. Thì Ti quay lại bên đây nè, Ti em ngồi đây nè. Chủ xe có hỏi mình là nếu mà khi dọn xong á thì xe sẽ chạy bao nhiêu cây một lít, thì thực sự là hay á. Đó, ví dụ như bình thường á là em thay là em chỉ thay cái miếng này hoặc là miếng này thôi, nhưng mà bạn thấy nè, cái này là nó bị bạc màu luôn nè, thì em sẽ thay nguyên bộ boe hộp lọc gió này. Và cái này rất khó thay nó riêng, mà cái xe này nếu mà muốn thay được cái này á thì trong lúc mà mình gỡ ra hết thì mình nên thay nó luôn, cái đó là hộp boe hộp lọc gió đó các bạn. Và em quay giùm anh những chi tiết này cho kỹ luôn, để mà sau này mình làm lại thì mình vẫn thực hiện lại từng cái con ốc, từng chi tiết nó giống như zin vậy đó, 100%, đó mới là hay hơn. Và riêng về xe AB đây không phải là lần đầu tiên mình dọn nữa. Sanco FI, và em phối giữa xe Sanco và xe FI cũng có nhiều. Rồi, em cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Thì giờ em tiến hành em rã xe này hết ra. Chào tạm biệt các bạn. Rồi, chào các bạn. Thì bây giờ là em bắt đầu là em rã xe này ra. Thì em sẽ quay cho chủ xe coi tình trạng của chiếc xe trước và cần làm những gì. Tình trạng xe mình đi nhiều năm là nó có hư, nó có mục hay cái gì được hay không, rồi bị chuột cắn được hay không. Đó, thì em quay lại chi tiết kỹ càng cụ thể hết, từng cái bát nè, từng cái sợi dây nè, từng đường đi nè, đi như thế nào là đúng, đi như thế nào là sai. Sẵn em quay ở đây thì cho các bạn anh chị bà con đồ coi tham khảo luôn. Xe này có thể là hồi đó giờ là chưa dọn lần nào á, chỉ mới thay dàn áo hãng thôi các bạn. Rồi con ốc nào nằm vị trí nào, sao là đúng, sao là sai, thì trên xe người ta đang ráp làm sao á thì mình ráp lại y chang vậy. Xe này xe xăng cơ nhưng mà nó vẫn có cái bơm xăng bình thường nha các bạn. Và xe này thì một cái bơm xăng mà nó có cái lọc xăng nữa. Mấy xe ga thì hay xét ở đây ha.
Xe bơ Việt Nam á lại ti phục mình giữ lại được nha, còn bơ Thái là không bao giờ giữ được cái ti phục. Với lại ti phục xe này cũng hư trước ti sọc ti đó rồi. Két nước này mình cũng sẽ thay mới nè. Sài Gòn mùa này thì mưa rất lớn nha, cho nên nếu mà em quay clip mà nó có tối tối một chút thì các bạn thông cảm em. Thì đây em đang tháo từng bộ phận trên xe ra đó, rồi em tiến hành là vệ sinh sạch sẽ mọi thứ trước rồi báo cho các bạn sau. Xe này thì đầu lòng chưa rớt á các bạn. Rồi thì bây giờ đây là xuồng xe AB Việt Nam. Em tháo ra thì mời chủ xe coi. Coi xong á thì em không có làm đồng cái xuồng xe này nha. Xuồng xe này thấy vậy nó còn ok, nó còn đẹp á, em rửa. Có thể anh thấy nó cũ nó ghê rồi vậy thôi, nhưng mà đối với em là nó đẹp. Thì em sẽ kiểm tra kỹ, em lật cái mặt này nè. Em kiểm tra em coi rồi những ốc này gãy đồ á, em làm đồ lại. Rồi em rửa sạch sẽ hết, chứ em không có làm đồng lại đâu. Và bây giờ có thể anh thấy nó gớm vậy á, nhưng mà tới lúc mà em rửa đáy rồi sạch sẽ lại, em dặm tuốt đồ lại là nó đẹp à. Rồi em cảm ơn anh nha. Rồi thì bây giờ là đúng là xe chưa rớt, đầu lòng chưa thay luôn á. Bốn ốc mới kiên à, mà xe hở bạc cho nên là nó đen thui nữa các bạn. Bốn ốc đầu đẹp hơn. Bốn ốc đầu này là chứng tỏ là xe chưa ấy luôn á. Rồi mở ra tiếp nha. AB 110. Ông chú ông kêu là không có quay clip nhưng mà quay luôn để biết nè. Thì đầu tiên em bày ra nhiều như vậy á, thực sự là gì, là có dàn áo không à, là bỏ hết á, lùi ẩn. Rồi tất cả những dàn áo này là bỏ hết. Rồi tới lúc mà em ráp lên, em dựng được cái xe có khung xương lên, em xong báo là cái nào giữ lại và cái nào bỏ. Những cái này nè là phuộc các chân đồ á, là em sẽ để lại em kiểm tra, em tận dụng được lại cái nào em tận dụng. Còn những cái này là đồ sắt, đồ sơn, là em sẽ đem em sơn những cái này. Rồi em thông cảm, các bạn thông cảm em, tại bữa nay sáng nay em hơi lu bu, em tranh thủ dịp vô để có chỗ em làm xe cho chú bác. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn, thì bây giờ em sẽ tiến hành em ráp máy cho xe AB dọn mới này. Thì riêng về phần máy của xe AB 110 á, nó bị một khuyết điểm là gì? Hú. Hú thì do đâu? Hú là do hú láp. Và sau khi mà ráp lên xe xong á, thì nên nhớ một cái nữa, xe này chủ xe cũ người ta nói là đẩy bánh nó bị nặng, thì mình phải làm được cái vấn đề đó nữa nha. Thì xe 110 nó không có nước, nó không có giải nhiệt bằng nước gì hết, nó chỉ là động cơ của nó bình thường, đầu lòng không có két nước. Nhưng mà mình ráp sao phải cho đúng, bởi vì về vấn đề mà việc ráp một chiếc xe ga, các bạn ráp mà chỉ cần có sai bất cứ trục trặc gì thì các bạn phải kéo toàn bộ chi tiết máy nó ra, là giống như phải kéo nguyên cái máy sau ra, chứ không có để trên xe mà rớt đầu lòng đồ làm rất là khó. Cho nên là mình phải đầu tiên là đồ đạc phải chuẩn trước, tất cả ron phốt sinh là đều chính hãng hết. Thì mình chỉ máy ra như vậy là mình sẽ làm những gì như thế nào. Thì đầu tiên là mình sẽ thay bạc đạn dơn đó. Thì bạc đạn đây là mình thay bạc đạn dơn hai bên. Cái má này kêu là má dơn, thì má dơn này là của chủ xe, tay dơn này là của em, bạc đạn dơn là của em. Thay bạc đạn, thay tay, tay dơn là em thay tay chứ không bao giờ là em ép tay dơn đó. Dơn lòng, lòng thì ở đây là mình sử dụng lòng cốc 1, là xe này là chưa rã lần nào. Thì bây giờ em sẽ giật ra, em sấy lên trái cốt 1, nó đang ép tăng đa, thì em sẽ sấy lên trái cốt 1 và em sử dụng là bạc chính hãng Honda Thái Lan luôn. Và bích tông em muốn sử dụng là bích tông chính hãng Honda mình luôn. Đầu á thì sẽ vệ sinh sạch sẽ hết và em thay hai số bắp mới. Số bắp cũ đi lâu thì nó cháy số bắp, nó khiến cái xe mình sau này chạy nó nặng nề hơn và nó không được linh hoạt. Hoặc là có thể sau này nó lấp số bắp luôn, thì mình phải thay hai cái số bắp mới. Đó là xong phần đầu.
ông nội xin lỗi, hình như xe này có giải nhiệt nước mà. Tự nhiên mấy ông nội nói tùm lum la, người ta cười trong đầu tôi á nha, mấy ông nội nói tùm la hết. Bởi vậy đứng sau, bởi vậy nói tùm bậy tùm bạ không à. Rồi nguyên cụm bơm nước đồ, phó bơm nước đồ mua rồi, đâu hết rồi. Đó, đây nè, phải mua phó bơm nước hãng mới được. Bởi vậy đứng nhắc bà nhắc tùm la hết. Đây, phó bơm nước chính hãng. Phó bơm nước đã có xài giải nhiệt bằng nước là phải có phó bơm nước nha. Không, ta cừ thấy không. Mặt nhôm là thay mới. Kêu là mặt nhôm là mặt nhôm nồi các bạn. Ở đây làm xài mặt nhôm hãng. Phíp sắt kiệt trượt là hãng luôn, và xe này phải thay nhông phóng đề mới. Nhông phóng đề những cái xe này nó kêu rất là ồn, nó hư nhông phóng đề, nó đề không được, nó kẹt nhông đề. Rồi đây, rồi phần bu ly sau á, thì mình sẽ gỡ ra sạch sẽ hết toàn bộ từng chi tiết. Đó, rồi mình sẽ thay lại bạc đạn bu ly. Sử dụng bạc đạn bu ly chính hãng NTN và của Nhật. Cái phần bạc đạn này á, trong cái xe ga thì nó không có bạc đạn máy, nó chỉ có bạc đạn láp là nhiều nhất, và bạc đạn bên nồi là nhiều nhất. Còn trong cái máy nó thì nó chỉ có bạc đạn dên, bạc đạn cam. Ở đây là sinh cam, thay sinh cam chính hãng. Dây cura thay dây cura của Thái. Những cái Ford này là sau này là hãng Honda Việt Nam người ta bỏ mẫu á, người ta đổi qua sinh Ford Bully dinh hết. Đó, sinh nắp chao. Sinh nắp chao là gì? Sinh nắp đầu bò này các bạn, mình phải thay một cái sinh mới để khỏi xì nhớt. Cái xe ga xì nhớt rất khó nhận biết. Mà khi mà nó đã nhiễu xuống đất, mà các bạn đậu xe nhà nó đã nhiễu xuống đất rồi á, thì lại rất khó làm, phải mở toàn bộ dàn áo ra mới thay được công sinh này. Cho nên các bạn phải thay ngay từ đầu. Đó, và những cái sinh Ford Bully cũng vậy. Em sử dụng cho chủ xe ở đây là sinh Ford của Ý hết. Thì không phải riêng xe này á, là mình xài đồ Ý đâu, mà những xe khác các bạn vô sửa chữa hàng ngày em vẫn xài của Ý luôn, nó xài chung với bay xì lẻ thác rồi các bạn. Rồi ở đây là bộ lắp mới để mà trị hú cho bộ lắp cũ, xe AB thì nó bị hú đó, thì em sẽ thay một bộ lắp mới. Lắp này là đút vô là lấy, là có nghĩa là 100% không căn chỉnh gì hết, lắp ráp như zin. Ráp zin trên xe thì bị hú rất là nhiều, nhưng mà bộ lắp em thay vào á thì chắc chắn là nó sẽ hết hú. Còn mua trong hãng người ta sẽ không đảm bảo cho các bạn là hú hay không hú đâu. Rồi em cảm ơn các bạn, thì em tiến hành em ráp hết chi tiết máy này vô. Phần cực nhất ở đây là rửa cái lốc này lên, hoàn toàn rửa bằng tay hết. Đó, thì những cái bông màu các bạn thấy đây màu đen đen vậy nè Tư. Đó là những cái bông này là bông zin, vân zin, cái nước nhôm zin cần có của một chiếc xe. Và xe mà xe những cái xe đời đầu á, đây, hoặc là những cái xe Thái là nó sẽ có càng bông nhiều. Cái này kêu là bông nè. Xe này là xe đời đầu luôn nè các bạn, là nó là AAB á, là chỉ có rim Thái, quay Thái đồ là mới có được cái chữ này. Vậy chứng tỏ lốc máy này hồi xưa là nhập của Thái luôn á, chứ không phải là của Việt Nam. Thì mình làm xe mình để chút mình sẽ biết, hiểu rõ hơn về xe mình thì nó hay hơn. Đây cũng là một trong những lý do mà tại sao xe này nó cũ mà tới giờ người ta vẫn còn xài và vẫn còn chạy được, nó là vậy đó. Cảm ơn các bạn. Dẫu mới AB Việt Nam. Thì lúc đầu á, là mình với lại chủ xe hai anh em cũng định với nhau là sẽ lên FI. Nhưng là mình thấy hơi uổng, bởi vì sẽ bỏ hết tất cả các bạn. Giống như là chi tiết máy là bắt buộc là phải bỏ 100%. Đồng hồ, thùng xăng, thì dây điện đồ. Nói chung mình cũng thấy phí quá. Nói thôi anh ráp lại, bởi vì thật sự là tình trạng xe của anh còn đẹp. Rồi tiếp cái thứ hai á, là trong quá trình em làm á, riêng dòng xe ga thì sẽ có xe em làm đồng sườn và em sơn sườn, em sơn tính điện. Nhất là những cái xe kẹt Bạc Liêu, Cà Mau đồ, bởi vì cái đó là cái vùng mà nó nhiễm sét nhiều. Nhưng mà cái xe này thì cái sườn là em để nguyên đó, bảo cho các bạn coi về phần khung sườn. Sườn thì em chỉ rửa ráy sạch sẽ đồ lại thôi, em vệ sinh đồ lại, chứ em không có sơn tinh điện cái sườn đó. Mà mình xử lý lỗ cút chống đồ, hoặc là chống nghiêng chống đứng, mình làm mấy cái lỗ trên cái sườn đó. Rồi thôi mình kiểm tra bát ốc coi thử là có tuôn sơ mi đồ không, thì mình làm lại cho chủ xe, chứ em không có làm động cái sườn hoặc là sơn cái điện về cái sườn này. Đó, các bạn thấy sườn của người ta thì bình thường mà đâu bị gì đâu. Thì xe ga mà dọn xe ga mà tuột ra hết giống như vậy là đã là một cái phần khó khăn, bởi vì ít anh em nào mà dọn xe ga mà dọn toàn bộ chi tiết vậy lắm. Đó cũng là một cái thế mạnh của em, nhưng mà phát sinh là do em kỹ tính.
em muốn là một cái gì đó đúng nghĩa là các bạn lấy một xe mới trong hãng về. Thì những khán giả coi kênh của em và chủ xe phải hiểu một điều là thực sự là không phải mua xe mới đâu. Mua xe mới là 100% là mới hết. Còn cái này ví dụ như là cặp bánh các bạn đang thấy ở đây thì vẫn là bánh của các bạn, còn xài được, mình sơn lại, mình cân mâm lại. Em dùng từ cân mâm thì không biết có một anh em, một số anh em thế hệ trẻ biết không, chứ nhưng mà đối với những người lớn người ta sẽ rành là mâm á, đó camera quay trên quay xuống, lật cái camera lại đó, quay đúng nghĩa từ trên quay xuống để các bạn thấy. Mâm á là em cân, em dọn thì rất là kỹ từng chi tiết, bởi vậy nó sẽ có sự chênh lệch giữa em và thị trường chung. Giống như là sẽ có một số người là người ta chỉ đem cái mâm đi sơn lại thôi, còn em là em cân cái mâm lại, em đóng tăng bu lại rồi em mới sơn. Vỏ thì em sử dụng vỏ tốt luôn, em có hỏi chủ xe trước rồi thì em sẽ sử dụng vỏ tốt luôn là vỏ Maxim á của Thái. Vỏ này đi bám đường cực kỳ ngon lắm. Ghi đông á là ghi đông cũ, chống đứng cũ, chống nghiêng cũ. Cái ở đây tại sao mà em hay thay đồ là em nhận xe người ta tiền cao mà em vẫn giữ lại đồ cũ. Cái chống đứng và chống nghiêng rất quan trọng nha. Thì nhận tiền cao là một phần là để em sử dụng phụ tùng chính hãng chứ không phải là em sử dụng phụ tùng lô. Còn về là tại sao phải giữ lại, bởi vì bất cứ cái xe nào cũng vậy sẽ phải giữ lại. Đồ nào còn xài được mình sẽ giữ lại cho người ta. Ví dụ nắp lốc nè, phuộc nè. Chỉ có xe này là phuộc sau á là bị cong luôn rồi, không cứu được. Nên là không có giữ lại được, mua phuộc sau mới. Còn em dọn thì nó khác gì nữa. Ví dụ dây, liên quan đến dây là em phải thay. Dây ga nè, dặn ga nặng quá, dọn cái xe mấy chục triệu không thôi, dọn cái xe 3-4 triệu như vậy nữa, mày làm cái xe tao 3-4 triệu được, chẳng lẽ sợ dây ga mày không dám thay? Mà bây giờ thằng Tây làm cái xe cho người ta 6-70 triệu được, chẳng lẽ sợ dây ga mày không dám thay? Dây ga, dây e, dây thắng, dây km, dây đồng hồ, dây dầu thắng bắt buộc phải thay. Nó là liên quan tới sự mượt mà. Mình dặn cái ống ga này, nó nhẹ, mình bóp cái tay thắng mình thấy nó nhẹ, rồi mình mở cái khóa mở xăng mình cũng thấy nó nhẹ nữa. Ví dụ bây giờ đề ba vô em ráp cái xe trước là cái gì, là em phải gắn cái ổ khóa lên trước, nó nằm ở, các bạn phải gắn ổ khóa trước các bạn mới vô chén cổ, các bạn mới vô chẳng ba được nha. Còn gắn sau được hay không thì được nhưng mà nó khó khăn hơn, cho nên là em sẽ mua một ổ khóa hãng mới em gắn vô. Và phần ổ khóa này khi mà dọn xe em phải hỏi chủ xe trước nè, tại vì nó là sẽ ráp đầu tiên đó. Thì đây là ổ khóa. Sau khi ổ khóa xong á thì những cái xe nào mà kinh tế hạn hẹp thì em sẽ không thay gấp, còn ai mà đủ điều kiện kinh tế thì em sẽ thay một gấp mới, bởi vì gấp mới rất quan trọng. Gấp mới này là một trong những yếu tố mà giúp cái xe các bạn đẹp về mặt tiền, thì khi em dựng cái xe xong các bạn sẽ nhìn được cái góc nhìn mà tại sao nó đẹp. Dàn áo thì em mua full dàn áo mới, mua full đây là em mua 100% những cái gì kêu là đồ nhựa trên xe nha. Đó thì đây nguyên thùng lận, nguyên thùng bự vậy nè. Còn em để đây là em để tượng trưng, còn một số đồ khác em giấu nữa. Thì ráp cái xe tổng thể lên các bạn mới thấy. Dây điện sườn em có thay đó, quay lên cái dây điện sườn cho các bạn thấy là dây điện sườn em có thay, cũng tất cả là sử dụng phụ tùng chính hãng hết các bạn. Rồi cặp phuộc trước á là em giữ cái vỏ phuộc lại, em thay ti phuộc. Còn ốc bên đây là em sẽ thay mới toàn bộ ốc áo, ốc dàn chân đồ em thay hết đó. Cái này là mica đồng hồ, còn cái này là dàn đèn nè. Một cái chiếc xe em dọn là bắt buộc toàn bộ dàn đèn em đều thay, là mica đồng hồ em thay nè, xi nhan trước nè, là nó dính, xe này là xe sang cơ thì là nó sẽ dính vô chung nguyên cái cụm pha đèn trước. Cặp phuộc là em thay phuộc sau nè, là một cặp nè. Rồi đèn hậu á là bạn thiết kế là sẽ thay mica hả? Đó, thay mica cho nó đẹp. Rồi thì em cảm ơn các bạn rất là nhiều, đây là những cái bước cơ bản để mà em dựng cái xe AB này lên. Giờ em sẽ bắt đầu, cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn. Đầu tiên á thì cho em cảm ơn người chủ xe này đã tin tưởng giao xe AB bình thường cho em tiến hành dọn full mới lại. Và ở đây là AB Việt Nam 110 sang cơ. Thì hôm nay em quay ở đây nội dung chính là bàn giao cho chủ xe coi phần nội thất bên trong của mình, những gì thay mới, những gì giữ lại và những gì được vệ sinh sạch sẽ lại. Vấn đề ở đây là khi em dọn bất cứ chiếc xe nào, không gì riêng gì xe ga hay xe số, nói chung mọi dòng xe, thì em không có sơn si mà em chỉ dọn full mới toàn bộ. Với cái định nghĩa dọn full mới toàn bộ thì của em, các bạn phải hiểu cho đúng là những đồ nào còn giữ lại được chắc chắn em sẽ giữ lại.
chứ không phải là em thay full mới hoàn toàn. Hai việc đó nó sẽ hoàn toàn khác nhau. Thay full mới hoàn toàn thì mình chắc chắn với bạn luôn, nó còn mắc hơn cái số tiền mà em sẽ dọn xe này. Xe này dọn bao nhiêu tiền thì em chưa cộng. Rồi, thì bây giờ bắt đầu vô là em sẽ review trước về cái phần mặt nạ trước này của chiếc xe. Trước khi ráp dàn áo thì đầu tiên á, là xe này về chủ xe sẽ sử dụng luôn, chứ không phải là giờ cất giờ chân. Thì sẽ đi một cái bóng đèn LED. Thì cũ ảnh cũng đi một cái bóng đèn LED, nhưng mà nó sẽ có sự khác nhau giữa hai cái nè, vấn đề chuyên nghiệp và làm cho đúng. Ví dụ cũ là anh chỉ mua bóng đèn LED anh gắn lên, còn ở đây em sẽ mua cho ảnh một cái bóng đèn LED xịn tới 1,5 triệu một bóng là một. Và cái thứ hai là em sẽ lên sạc cho ảnh luôn. Thì đây, đây là sạc 150. Và khi em lên sạc thì như thế nào? Khi em lên sạc là giống như Vin đó, các bạn sẽ thấy được là sạc chính hãng Yamaha Việt Nam. Và mình sẽ có những cái sợi dây chuyển sạc nè các bạn. Ở đây là dây chuyển sạc từ sạc da qua sạc Honda, và nó được bấm code có dây chống nhiệt chống nước y như là Vin hãng vậy đó các bạn. Đó, rồi là cái phần lên sạc đã xong. Nó liên quan tới mâm lửa nha, mình phải chuyển từ dưới mâm lửa mình chuyển lên. Bình ắc quy ở đây thì em sẽ thay một cái bình ắc quy mới cho anh trai chủ xe. Rồi, rồi led là led cũ trên xe. Nguyên bộ ổ khóa này á, là em sẽ mua lại ổ khóa Vin chính hãng, em thay cho chủ xe. Đó, đang ở góc này là các bạn sẽ thấy được là đồ mới chứ không phải đồ cũ bù lại. Rồi, tiếp đến là các bạn thấy nè, đây dễ thấy nhất, hai sợi dây. Bởi vậy trên cái xe AB dọn á, dây rất nhiều. Dây là dây gì? Dây ổ khóa, dây cắp mở yên sau, dây ga, dây e, dây mở cái hộp đồ đổ xăng, cái nắp đổ xăng. Rồi dây điện sườn, là cái này là riêng dây cáp không, rất nhiều rồi, chưa tính tới dây điện. Đó, thì dây ở đây á, là một sợi dây cáp mở yên là em thay, nó kéo dài từ đây ra tuốt hơn sao. Còn cái sợi dây còn lại này là cái gì? Dây còn lại này là dây mở nắp đổ xăng, là cũ ở trên xe, em xúc em rửa sạch sẽ lại là đây. Đồ xe AB thấy vậy nha các bạn, vẫn có món đồ mua có và món đồ mua không có. Rồi, IC trên xe này là IC cũ, rất may là IC nó chưa hư nha, chứ IC mà hư là rất là mệt á. Xăng này là thùng xăng cũ ở trên xe, em sơn lại. Thì riêng á, cái xe xăng cơ nó như vậy, vòng chỗ thùng xăng nha, nó có 3 điểm camera cứ ngồi yên đó nha. Một á, là cái báo xăng, báo xăng này nó nằm ở đây. Hai là cái lọc xăng, và ba là cái bơm xăng. Bơm xăng trên xe xăng cơ vẫn có. Rồi mời camera vô thì đây báo xăng. Báo xăng này trước mắt em vẫn xài lại, sử dụng lại là báo xăng cũ chủ xe, là quay một bộ phận báo xăng trước. Đó. Còn những cái dây này, đang là hai dây này, đang là hai dây cũ nè. Rồi camera ra đây, ngồi góc này nè, mới nhìn được là cái lọc xăng. Lọc xăng này thì bắt buộc phải thay lọc xăng mới. Riêng cái xe ga mà lọc xăng nó muốn thay rất là khó thay. Đó, cho nên là phải mở ra thay luôn. Rồi camera quay về lại đây. Qua bên phía bên này là cái gì? Bên này là cái bơm xăng. Bơm xăng này của xe AB xăng cơ này á, rất là mát, bởi vì nó là mát Anh Gia Băng của Nhật luôn nè các bạn. Thì hiện tại là nó chưa hư, nó chưa hư cho nên là em chưa thay. Đó, mình phải kiểm tra nha, chứ không phải là cứ nhìn phán đoán là nó chưa hư đâu nha. Có máy để kiểm tra. Hiện tại tại thời điểm này chưa hư thì em sẽ không thay, còn chừng nào mà hư thì em sẽ thay. Đó, và đối với những người chủ xe phải hiểu nha. Ví dụ có thể là những người chủ xe bỏ ra 40 triệu, 50 triệu, 60 triệu để dọn lại một chiếc xe. Nhưng mà khi em dọn mới lại các bạn, em luôn tìm cách giữ lại đồ cũ trên xe nhiều nhất. Thì phụ tùng xe, đồ xe mà nó sẽ có tuổi thọ của nó. Thì tới một lúc nào đó nó hư thì đừng nói ủa tại sao tay mới dọn tao dày 40-50 triệu mà vừa giao xe tao mấy bữa hoặc là 1-2 năm sau nó hư.
thì không phải, mình phải biết là à coi giống bill tính tiền cái nào thằng Tây có thay, cái nào thằng Tây không có thay nha các bạn. Rồi tiếp đó là nắp bình xăng này vẫn là một cái nắp bình xăng cũ, hộp nước, bình nước phụ cũ, bởi vì bình nước phụ này còn xài được, có một số xe em thay, có một số xe em không thay. Dây này vẫn còn tốt đó, nó vẫn còn độ đàn hồi của cao su nè các bạn, chứ đa số những cái xe kia em thay bởi vì nó không còn độ đàn hồi của cao su. Rồi cái bình xăng con này là bình xăng con cũ ở trên xe, em phục hồi bình xăng con lại và em xi nó lại những cái bát quan trọng đó, dây hơi, dây xăng đồ, dây ga là bắt buộc thay mới đó, nhẹ nè, riêng cái sợi dây ga này nè của những cái xe này mình làm càng nhẹ thì càng tốt. Còn khi mà tại sao em chọn phương án là gỡ thùng hành lý ra để quay, quay để các bạn thấy được là em thay đồ mới, em thay cái hộp Boeing này mới nè, đó miếng nhựa dưới đây là em thay mới nè, dây ga em thay mới nè. Thì bộ phận gì cũ đây, bắt đầu bên đây, những cái này nè là những cái chi tiết không bao giờ hư của một chiếc xe ga, bộ xử lý khí thải đâu nè, môn sườn nè, môn sườn này không hư em không thay, nhưng mà em thay chụp buri, bởi vì cái chụp buri là một trong những chi tiết mà nó dợt mình xù đầu hoặc là nó hành người chủ xe. Giác bộ gan ti nổ không đều, dễ tắt máy, đi lâu lâu hộp, đi lâu lâu tắt là do cái chụp buri này. Thì chụp buri này thay mới đi các bạn, chụp buri đúng của AB thì khoảng 300 mấy nên thay đó. Rồi két nước này thì hiện tại chưa ráp hết, các bạn sẽ thấy được cái mặt này là két nước bắt buộc phải thay mới, bởi vì riêng về dàn nước xe này á, mình thấy là dàn xử lý nước, hệ thống giải nhiệt đồ á không ngon, và những cái xe khi mà em làm đều thay một két nước mới. Hiện tại thì em đang quay ở đây là em bàn giao chi tiết bên trong chứ không là em bàn giao chi tiết bên ngoài đó. Thì bắt đầu tiếp tục nè, qua mặt bên này, qua mặt bên này thì cái miếng này là cũ nè, miếng này hiện tại mua đúng là bên 110 không có nè, thì em mua cũ lại nè, em xài cũ lại nè, là cái này cũ chủ xe, em vệ sinh nó sạch sẽ, em đánh bóng rồi lại, dây hơi có, cao su, cách nhiệt đầu lòng và bình xăng có, đó, ống ruột gà nè, ống ruột gà này là thông hơi của cái nắp nồi của mình nè các bạn, có nè, ron là xài ron hãng hết, nó mới mí đẹp đồn vậy. Hiện tại đang chống trơn vậy nè, cái chống nghiêng này mình cũng nói cho các bạn biết luôn là chống nghiêng cũ trên xe có làm đồng lại nha. Dùng từ có làm đồng lại các bạn biết sao không? Các bạn có tiền các bạn mua được cái chống nghiêng mới bình thường à, nhưng mà nó sẽ không giống cái vị trí đá chống tắt máy nè. Mấy cái chống nghiêng của xe ga nó xài chung với nhau được hết, ráp chung với nhau được, một xe có thể xài 2-3 đời, nhưng mà chính xác về cái chốt ở dưới cái mắt độc này thì rất khó, giờ phải chế lại. Em thì không thích chế cháo, đồ dinh còn xài được, em xài lại. Chân chống đứng này em cũng làm đồng lại nè các bạn, là chân chống đứng này là cũ ở trên xe. Còn dọn một chiếc xe cho các bạn á, tỉ mỉ hay không, tâm quý hay không, các bạn coi những cái bát dây hơi này nè, ngay từ bên trong nè là em đều xử lý hết đó, em đều sơn xi vô lại. Nếu mà cái này là cái này kêu là cái treo máy nối giữa phần khung sườn và phần máy nha, nếu mà cái này có hư cũng nên thay, bởi vì chạy rung hay không là do cái này nữa, rất quan trọng đó. Và về phần full, phần bộ dây điện sườn á là em thay mới, em thay mới thì em thay mới dây điện sườn, chứ em không có phải qua đây khoa, không phải là thay mới full dây điện nguyên xe. Dây điện sườn mình thay ở đây nè các bạn, nhìn đây là biết mới, thì dây điện sườn nó là gồm dây điện sườn chính thôi, cũ xe nè, những cái này mới nè đó, một cái mới cái cũ nè. Bởi vậy em dùng từ là chỉ thay dây điện sườn, bởi vì sao, nó còn 3-4 sợi dây từ dưới mâm lửa đi lên là dây nguồn nè, dây báo nhiệt đồ tất cả rất là nhiều, thì mình đây là mình dây thay sợi dây chính là dây điện sườn chính, còn dây điện cục đờ cục đồ là không có thay. Rồi dây đồng hồ đi xuống nữa nè, cái dây đồng hồ này á vẫn là dây đồng hồ cũ, chừng nào á mà các bạn mua một cái đồng hồ mới thì nó mới có cái dây đồng hồ mới nha, còn ở đây vẫn xài lại là dây đồng hồ cũ, bởi vì cái đồng hồ này là đồng hồ cũ ở trên xe mình làm lại đó. Sau khi mà để dây quay cho các bạn thì mời camera đi hết lại chi tiết phần đồng sườn trên xe này ở bên trong sạch sẽ. Em á thì là em sử dụng hiệu ứng, em không chỉnh sửa cho nó mới hơn hay nó đẹp hơn gì hết, em quay có sao em quay vậy, và em cũng không dùng quá chất,
để cho xe chủ xe nó bóng bẩy hơn nhìn ấy. Không có, em là để chất dinh gì đó. Nhiều người ta sẽ xịt dầu bóng rồi lên để quay phim cho nó đẹp, còn em không có. Đỡ vậy có sao đỡ vậy. Bởi vì sao? Nguyên phần cây sườn này là không có sơn lại, mà là sườn dinh, chỉ rửa sạch sẽ lại thôi. Còn sơn lại thì việc đó rất là dễ, có tiền là được. Bỏ tiền ra cho anh ta sơn là xong, nhưng mà mình phải đánh giá vấn đề là nước sơn dinh nè, dù gì nó vẫn đẹp hơn nè. Rồi cái sườn có quá mục hay không mà sơn lại nè. Đó, chừng nào mà cái sườn không quá mục, ví dụ như xe này thực sự là em đánh giá còn đẹp đó, thì em đỡ lại. Rồi bắt cái thùng yên lên vậy là bắt đầu chạy về tiệm lại, chứ không phải hồi nãy không có gì mà chạy ra đâu nha. Rồi đầu giờ ráp hết chân áo vô, chạy thử xong ok, xong xuôi hết thì mới bắt đầu là ra bill tính tiền cho chủ xe đó, chứ không phải là ráp xong tới giai đoạn này là ráp vô hết, anh ơi bao nhiêu lấy tiền chuyển khoản cho em gửi xe giờ. Không có, bắt buộc luôn là mình phải chạy giùm chủ xe Rodai. Thì hiện tại á, là xe này chưa chạy luôn nè, xe này mới 4 cây số đó, xe này mới 4 cây số thì bắt đầu mình lấy ra để mình bàn giao ở bên trong. Rồi còn chi tiết á, ở bên ngoài thì mình phải về mình ráp hết những áo, mình chạy Rodai thử đồ ổn định hết rồi mới bắt đầu dán tem dặm giá lại những chỗ chạy xước cho chủ xe. Rồi em cảm ơn các bạn rất là nhiều, thì em giờ để em kết thúc cái xe AB này rồi em review cho các bạn coi. Cảm ơn các bạn.